Ông thấy thằng nào có tiền mà nhậu cái này không? Em mà không trả cho anh 1,5 triệu là chết anh luôn á. Ông chết luôn rồi, tự nhiên vô đây nói tôi làm cái gì? Mất dạy, quá mất dạy rồi. Mắc gì ở đâu? Thanh niên trai tráng mà nằm như liệt giường. Bự không anh trai? Bự chứ, sống gì sống được hả? Vậy thì sống sao mới sống được em? Giấu nhau mèo cái gì mình thắng hoài trời. Tao mới lãnh trợ cấp 1,5 triệu giờ còn mấy trăm ngàn á, tao không vui á. Ê, cái này thua nữa là nghỉ nha, để dành tiền đóng tiền nhà trọ nha trời. Bị điên hả? Nghĩ sao đóng tiền nhà? Ủa chứ mình lại quịch. Chứ gì nữa? Trời đất ơi, thời buổi khó khăn quịch đi ma. Cái gì vậy? Trời ơi, mình đâu có khổ đến mức gì đâu, làm gì kỳ chết. Khổ, mình khổ. Cuộc đời cho phép mình khổ, hoàn cảnh này cho phép mình khổ, mùa dịch này cho phép mình khổ, mình phải khổ. Tội nghiệp ta lắm người. Sao tội nghiệp, mắc mới gì tội nghiệp. Ổng là chủ phòng trọ, ổng có cơ ngơi hơn mình. Mình bây giờ mình không có cái gì hết, mình phải như vậy. Nhưng mà người ta qua người ta đòi ngày này qua tháng kia, trời ơi tội nghiệp người ta mày ơi. Trời ơi, tại ổng đi đòi chứ ai bắt ổng đi đòi. Mình cứ dần trừ nấn ná cho tới hết dịch. Mình không trả tiền nhà, cái xong mình dọn đi chỗ khác luôn. Là xong, đỡ đường khúc, phải không? Ủa thôi đi ba ơi, trời ơi người ta mà biết người ta tự chửi tụi mình chết á. Ai mà chửi, bây giờ ổng qua đòi tiền nhà nè. Tao cầm điện thoại tao quay mặt ổng lại, tao đăng lên mạng. Người ta nhìn vô người ta kêu trời ơi ông này ác ghê. Mùa dịch mà hả đi đòi tiền phòng tụi nhỏ. Tụi này khổ quá, cho tiền tụi mình. Trên mạng chứ tụi mình khổ cho tiền tụi mình. Quyên góp đó đúng không? Quyên góp. Rồi vài bữa nữa, mấy tháng sau ổng không dám đòi luôn. Sao vậy? Ổng không dám đòi mình, ổng sợ bị chửi nữa, hiểu không? Ổng cho tiền mình để làm chi? Thảo bài đã xuống luôn. Trời ơi, có lý luôn hả em? Ê, tụi nhỏ vô. Ai. Ủa, tự đánh luôn hả? Ôi là trời. Gì vậy cha? Ủa, thắng không biết cái gì vậy? Chuyện lại đây. Chuyện lại đi bé luôn. Trời má hả? Cái này cũng nãy giờ rồi. Mấy đứa ơi, anh tới cho anh xin cái tiền phòng trọ cái cưng. Trời ơi. Thôi nghỉ, về đi. Rồi tiền nãy giờ đánh sao ba? Thôi thiếu đi. Thiếu đi vài bữa, có tiền đưa cho. Đi. Nhớ trả cho bà. Trời, khổ anh ghê luôn á. Thiệt, mùa dịch khó khăn mà không biết sao tâm lý nào mà anh đòi tiền tụi em luôn á. Trời ơi, anh cũng khó khăn lắm mấy em ơi. Cái chỗ này đâu phải là nhà của anh đâu, anh đi thuê. Anh đi thuê lại rồi anh ngăn phòng anh cho tụi em thuê. Mà giờ vậy tội nghiệp anh quá. Trời ơi, anh có tiền, anh thuê miếng đất vậy thì cũng anh đâu có nghèo khổ gì đâu. Đúng rồi anh ơi. Tụi em nè, tụi em là người dân ở xa lại, không có đất đai, không có nhà cửa. Tụi em mới ở phòng trọ của anh. Bây giờ dịch tới tụi em không đi làm được thì anh thông cảm đi anh ơi, trên đồi hoài à. Anh cũng biết vậy rồi, nhưng mà em thấy đó, ông chủ ông giảm cho anh 50%, anh giảm lại cho tụi em 50%. Chứ anh có lấy hơn đâu. Anh nói là tình thiệt luôn. Giờ khó khăn thì thôi bây giờ anh cũng hỗ trợ cho tụi em, nhưng mà tụi em cũng phải gửi anh lại tiền điện, tiền nước chứ. Ủa? Trời đất ơi, tiền điện, tiền nước gì anh? Trời ơi, tụi em xài tiền điện, tiền nước có bao nhiêu đâu mà anh không giúp giùm tụi em luôn thiệt á. Mấy hôm nay mấy em ở nhà mấy tháng nay rồi, tụi em xài điện, xài nước nhiều hơn bình thường. Trời ơi, tiền điện, tiền nước hai đứa tháng này không hơn cả 1,000,000 bạc đó. Thôi, bây giờ á anh hỗ trợ được tiền nhà thì anh lo tiền điện nước luôn đi. Bây giờ anh trả anh đóng giùm đi. Ờ, chừng nào hết dịch á thì tụi em lãnh được cái lương đó rồi em gỡ lại cho. Hoài à, thiệt á. Giờ không lẽ cứ ngày nào cũng phải nói anh là anh ơi tụi em không có tiền. Thiệt luôn, tụi em quạo nhau. Anh nói một lần là nghe rồi. Rồi thôi được rồi. Coi như là ráng cố gắng rồi coi có tiền rồi gửi cho anh nghe. Thiệt bây giờ phải cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ. Phương ơi. Phương. Ừ. Trời, nãy mới thấy đi vô thấy thức rồi chị ngủ ngang vậy. Cũng mấy liền chỉnh quá. À, gì à? Có gì không? Bữa mượn 1,5 triệu á, cũng lâu rồi. Rồi nào. Trời ơi, mấy tháng trước mượn 1,5 triệu nhớ không? Lâu quá giờ nhắc cho nhớ. Trời ơi, mấy tháng trước em nói em kẹt tiền gì đó, em mượn anh 1,5 triệu giờ. Nhớ rồi. Rồi sao? Giờ anh nói thiệt với em, giờ anh cũng kẹt quá rồi. Bây giờ bên kia thì không trả tiền trọ, rồi cũng không trả tiền điện, tiền nước gì hết. Giờ anh nói thiệt với em là em mà không trả cho anh 1,5 triệu là chết anh luôn á. Là giờ đòi tiền hả? Thì tiền đâu tôi đưa không? Trời
đang dịch giả đi đổi tiền. Thấy ông lớn rồi sao không biết suy nghĩ hơn vậy? Trời, em nói gì chết anh em ơi. Chết gì chết. Sau cái lúc ông cho mượn tiền á thì ông nói ngon, nói ngọt, nói nhỏ nhẹ, lấy lòng tôi lắm. Rồi giờ tới lúc mà đòi tiền tôi lại nói giọng cha, giọng mẹ tôi vậy. Rồi ông chết nó chừng rồi, tự nhiên vô đây nói tôi làm cái gì? Rồi vậy chừng nào em có tiền em trả. Thì chừng nào có tiền tôi trả. Nè, tôi nhậu rồi tôi nhậu với gì đồn gì không nè, ông nghĩ tôi sao? Có tiền tôi trả chứ có tiền tôi giữ làm cái gì? Quan trọng bây giờ dịch giả ông đồng cảm với nhau. Lúc cho mượn thì nó ngon, nó ngọt lắm. Cho người ta mượn đã rồi xong bây giờ đòi nói giọng kiểu đó. Con người biết không biết sống sao luôn trời. Ý anh sao? Ý anh sao? Anh có ý kiến gì không? Tao nói đúng quá rồi. Thôi vậy gán kiếm tiền rồi gửi lại anh nha. Thì tôi bức xúc thì tôi nói vậy thôi chứ tôi không có giận gì anh chân á. Tôi cũng hiểu thông cảm cho anh. Tôi bỏ qua cho anh đó. Chứ đừng có đang ngủ lại kiều kiều vậy, tôi khó ngủ lại lắm. Dạ, đã đang ngủ luôn thiệt phá giấc ngủ mà. Chủ nợ gì mặt dày dễ sợ luôn để nói hoài à. Đó cái mặt nè. Dịch không thông cảm gì hết trơn á, đầu đúng hoài, luôn. Đầu hoài. Bờ không anh trai? Bờ chứ, đang ngủ kêu kiều kiều vậy. Quạo wow, thiệt sự luôn á. Thôi rồi, thôi rồi. Bây giờ up cái clip này lên mạng. Ủa, up luôn hả? Up luôn cho nó nóng, trời ơi. Đây nè. Ông chủ nhà trọ kỳ dễ, kỳ lắm. Mình ghi đơn giản thôi, vui vui nhưng mà người ta đọc, người ta coi vô hút, hiểu không? Tôi xe. Đâu rồi. Chuyện này là ngon, mấy tháng sau là khỏi có đổ tiền nhà luôn anh ơi. Úp cái này lên người ta chửi ổng nát bươm luôn. Ê mẹ ơi, được coi nhiều lắm nha, được quá trời lắm nha. Chưa, tao nói mà. Ơi, ê không chừng vô top trending luôn á. Top trending chứ gì nữa. Khoan coi nha mày. Ê mẹ ơi, tao bình luận nè mày. Đó, người ta bình luận đúng không? Ừ, chửi ổng, chửi ổng. Không, chửi ổng. Chửi tao. Chửi gì? Tao nói là con nhỏ mập mà còn xấu tính nói chuyện. Ủa, mày chửi tao quá mày. Quá trời chửi luôn mày ơi. Ê, chửi mày nữa. Chửi tao. Nói mày gì, cái thằng gì có con dê chó. Nói chuyện hỗn láo với người lớn, người quỵt tiền gì quá trời vô mày. Mất dạy, quá mất dạy rồi mấy con này. Thì không biết. Chửi ổng nữa kìa. Chửi ông nhậu. Con mắt gì ở đâu? Và thanh niên trai tráng mà nằm như liệt giường. Mượn tiền không trả. Nói chuyện giọng mẹ. Gì quá trời luôn rồi nè mẹ ơi, rồi sao? Tao lên tao lấy Athlon tao chửi lại. Ơi mẹ ơi, chết rồi. Ê, mất dạy. Nó chửi quá, nó deadline quá rồi mẹ ơi. Thôi chửi quá xóa đi mẹ má. Thôi xóa đi. Xóa thôi chứ biết sao giờ. Ủa sao tao người ta dùng ngược vậy? Sao mà nói là chửi ổng mình? Mà tôi thấy toàn là khen ổng không à. Ai biết. Nói ông chủ nhà trọ hiền lành vậy kìa. Lồn nghe sếp ơi. Phương ơi. Dạ. Tuần này em khởi lên công ty làm nữa nha Phương. Ủa sao chị? Tại vì dịch quá em, cho nên là chị đang muốn giảm nhân viên. Ủa giảm nhân viên rồi không giảm mấy người kia, tự nhiên sao cắt em rồi chị? Tại vì em cũng biết mà, chị muốn giảm nhân viên thì cũng phải giảm trước mấy đứa làm không được việc. Thôi chị tính sao không được thôi. Nếu mà vậy thì thôi chị trả em 2 tháng lương vừa rồi đi, rồi cho em nghỉ cũng được. Lương gì em? Thì tiền lương rồi bữa, công ty thiếu em 2 tháng á. Đâu, công ty thiếu em 2 tháng hồi nào? Tháng nào công ty cũng trả tiền lương cho em hết, nhưng mà 2 tháng vừa rồi là dịch, em hiểu không? Cho nên á là công ty trả cho em 1/3 lương. Ủa chị, vì dịch chứ em làm rồi phải trả tiền em đàng hoàng chị chứ. Tiền đâu em đóng tiền nhà trọ chị? Ủa em ơi, em phải thông cảm cho công ty, cho doanh nghiệp đồ chứ cưng chứ. Em suy nghĩ cho bản thân em không à. Giờ doanh nghiệp phá sản hết rồi, biết bao nhiêu người ta khổ nữa em. Trời ơi, không được chơi chị, làm gì là chết em luôn rồi chị ơi. Không em ơi, thông cảm nha, dịch mà. Ủa dịch nhưng mà dịch. Alo, chị. Alo. Ủa? Bà sếp tao bà coi cái clip nó chắc luôn á. Biết đâu. Muốn gì đâu. Ông nghĩ coi tức không? Gì? Bà sếp của tôi làm trên công ty á, bà giam 2 tháng lương của tôi, rồi dịch tôi ở nhà mấy bữa, xong bà gọi điện nói là mai mốt khỏi lên làm nữa, dịch quá, cắt tôi, đuổi việc tôi. Tôi nói ok, bây giờ đuổi đi, thì kiếm chỗ khác mình làm. Rồi kêu trả 2 tháng lương, bây giờ bà nói dịch quá, không trả 2 tháng lương cho tôi luôn. Sống gì sống được hả? Vậy thì sống sao mới sống được em? Thì bây giờ dịch có phải trả tiền lương cho người ta chứ? Đúng rồi. Phải cho người ta có cái gì đó chứ. Tiền lương là khi mình đi làm mình nhận lương đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là mình bỏ sức lao động ra mình nhận lương.
Đúng. Còn tiền nợ là khi mình mượn người ta là mình phải trả. Tại vì mình đâu có bỏ sức lao động mà mình chỉ dùng cái lời nói mình mượn. Mà mình người ta tới người ta kẹt lắm người ta mới kiếm tới mình. Mà mình không trả, mình bắt người ta thông cảm thì bây giờ mình cũng phải thông cảm lại cho người khác chứ. Đúng không? Dịch mà, thông cảm đi tụi em. À, hồi nãy vô nói chuyện với tụi em tấp quá anh bị quán luôn á. Giờ anh mới sực nhớ, anh quay lại anh nói nè. Tháng sau tụi em dọn chỗ khác ở nha. Ông chủ đất, ổng bán miếng đất này thì anh phải đi luôn. Thông cảm cho ổng, dịch mà ai cũng khó khăn hết. Mấy anh cho em mượn thêm 1,5 triệu em kiếm phòng trọ khác luôn anh ta. Dịch mà ai cũng khó khăn hết. Cho hai ly phê. Đấy, đồ này pha sẵn rồi đem ra luôn hả? Trời ơi, thấy tới là biết rồi. Đấy, ly ít đường của tôi nhớ không? Ít đường biết. Này phải không? Gì? Chuẩn bị có kèo nha, ngon nha. Kèo ngon? Sinh viên, năm nhất. Trời ơi, vậy hả? Ở dưới tỉnh mới lên mà nó hiền, nó ngây thơ lắm. Đẹp không? Trời ơi, ổn định đàng hoàng. Bữa giờ tôi phải dắt đi lâu lắm rồi nữa mới dẫn vô được á. Rồi, tính chừng nào bằng, quan trọng là khúc đó đó. Bữa nay luôn. Bữa nay luôn? Wow, đã vậy ta. Mình dẫn đi chơi. Dẫn đi chơi xong rồi cái mình tụ về cái tụ điểm của mình. Xong cho cắn con kẹo vô. Cắn con kẹo luôn? Xào trẻ thôi mà. Có đâu làm đâu. Đợt trước ông đưa cái kẹo gì tôi cắn vô, trời ơi. Tối đó hả, nằm nhìn nó đẹp dễ sẽ đẹp luôn. Sáng nhị, sao quắc. Trời ơi, cũng tại ông. Ông kêu chơi ít thôi, tự nhiên bữa đó thì tôi dẫn hai dì cháu đi ăn. Xong rồi dẫn về chơi sương sương thôi. Tự nhiên ông cắn vô quá, ông ôm bà dì ông làm luôn. Không biết cái đồ nó ảo quá. Cắn vô vô lát nhìn sao bà dì nhìn thành tiên nữ luôn trời. Ê, nói nghe nè. Lúc mình chơi vậy mình có nghĩ tới cha mẹ mình không? Chơi nghĩ cha mẹ gì? Chơi là mình nghĩ tới bạn mình dắt tới chứ nghĩ cha mẹ chỉ ông nội. Rồi mình có nghĩ tới cha mẹ người ta không? Còn lao, tự nhiên nghĩ cha mẹ người ta làm gì? Chuyện của người ta. Trời ơi, mình chơi thôi. Ông chơi không? Hôm nay chắc đi chơi vui lắm. Thôi, sợ ông mang mắt. Trời, ông nói xui luôn. Mình mắm mình muối luôn nha. Trời ơi, ông đọc báo ơi, công an phá mấy ổ mà gọi là gì bay lắc nhiều lắm á. Ông biết gì ông nói. Ông thử ông đi, tụi tôi lần đi rồi ông ghiền ông xin theo hoài luôn á. Ghiền luôn á, ông bỏ quán luôn á. Thôi không bỏ được đâu. Tôi chơi tôi còn nghĩ để đức cho con cháu tôi nữa. Chứ chơi kiểu đó không được. Rồi dắt dụ con ta ăn về cái nào. Sớm hay muộn thì công an cũng bắt à. Xui không. Thì tôi nói vậy đó. Tôi ơi chị ơi, không liên quan tới ông lo bán nước đi. Ông nói với mày bố ông tới quán uống rồi bây giờ. Tôi nhắc vậy thôi tôi sợ. Chuyện của người ta tính. Đừng có làm mà nôn quá như mấy đợt trước ông là bởi hết. Phải dắt vô từ từ. Rồi cho nó cắn vô. Xong rồi chừng nào nó bơi mình biết cái đầu xào. Hàng này là hàng bao em luôn. Lấy bên A5 á. Hàng mới kèo Hà Lan. Ổn định lắm. Nghe em nói mà tôi nôn nao quá. Muốn đi liền. Ổn định. Uống nước nha em gái. Em chờ anh. Anh chờ em có lâu không? Không sao, tụi anh mới tới à. Cho ly nước cam, nước lọc cái gì. Ủa em muốn gì cũng được. Dạ, em muốn gì cũng được. Rồi cho chai nước ngọt đi. Có bỏ thuốc không em? À không, quên lộn. Có bỏ đường không? À dạ không. À quên. Cảm ơn anh nha. Hôm qua mà không có anh giúp em làm bài tập lại em không biết em sao luôn á. Trời khùng quá à. Có gì đâu. Giúp đỡ nhau trong việc học tập là điều nên làm mà. Quay. Giới thiệu. Xin giới thiệu với em. À, đây là thầy giáo Trung. À, chào em. Dạ. À, anh là thầy giáo. Dạ. À, là bạn của Phương. Dạ, thì nếu mà trong học tập em có khó khăn gì đó thì có thể nhờ Phương. Dạ. Anh sẽ hỗ trợ hết mình. Dạ. À. Đây là thầy giáo Chung. Dạ. Thầy giáo Chung là thầy dúng vô trao luôn á. Ông giận quá. Nãy giờ nó bán hoài luôn ta. Ông bán đi. Ông bị bệnh không? Nhiều lúc bán nó ế quá đó, trời tâm thần bậy bạ vậy đó. Em cứ yên tâm mà học hành đi, tại vì tụi anh là cũng lên đây 4 năm rồi. Dạ. Không, em mới lên năm đầu à. Thì có gì tụi anh cũng như đàn anh chỉ dạy được cho em út thôi. Dạ. Không, dù gì thì anh. Mình cũng cùng quê với nhau mà, hỗ trợ nhau được gì hỗ trợ. Ủa, em quê An Giang luôn hả? À, dạ không, em quê Bến Tre. Anh Đồng Tháp. À, về cùng quê chỗ nào anh? Thì mình về quê là cùng nhau ra Bến Tre miền Tây đó.
cũng như con cùng quê rồi đúng không, đúng không? Ừ, này. Ở gì nè, em mới lên Sài Gòn á, em thấy bỡ ngỡ lắm đúng không? Dạ. Trời ơi, đường xá xe cộ rồi tùm lum đủ thứ loại thành phần hết trơn. Đi ra đường mà gặp người lạ nhiều khi bị lừa bị gạt nữa, đúng không? Đó, bởi vì là mình phải ra đường mình đi chơi nhiều nhiều là mình biết cái cách sống ở trên đây. Thấy không, có gì tụi anh chỉ dạy cho. Đi chơi ha. Ừ, thôi tối nay mà đi chơi tụi anh luôn đi, tụi anh chỉ cho nhiều cái trên Sài Gòn này lắm. Hố sâu cạm bẫy tình yêu. Hố sâu nha. Ông bị gì vậy? Gì? Ông bị gì vậy? Rồi là ông bướm bay giờ ngoài đó thấy không, trời ơi rớt đầu tùm lum hết. Ông bướm bay rồi hố sâu cạm bẫy tình yêu quá. Ăn kẹo bị chơi ha. Trời rồi ăn kẹo rồi bị chơi. Ê ông có thôi được không vậy? Ủa ta nói chuyện mà ông làm gì ồn ào vậy? Nói đi. Sao? Nói nào ha. Tại phòng trọ của em cũng khó, 12 giờ là phải đóng cửa rồi, nên là em không có đi về khuya được. Trời ơi, tưởng cái gì, tụi anh là chơi sớm về sớm mà. Thì giờ mình đi chơi đi rồi sáng hôm sau mình về sớm. Sáng hôm sau về sớm à, bình thường là đi một hàng à, tới sáng giờ đi ba hàng à. Mệt lắm à. Đừng nghe ông nói. Ông bị bệnh đó em ơi, chắc mai đổi quán mà ngồi đây thấy mệt mỏi quá à. Dạ, nhưng mà em một mình con gái đi cũng sợ. Không biết là em có thể dẫn thêm bạn của em đi theo được không? Em rủ bạn của em hả? Dạ, em có một đứa bạn ở chung con gái. Em rủ bạn em đi chung luôn nha. Bao nhiêu cũng được hết. Em cứ dắt càng đông càng tốt. Đúng rồi, tại vì á, nhiều khi em chưa có chơi chung cái thể loại tụi anh á, nên em còn sợ đúng không? Em cứ dẫn bạn em theo đi. Trời, tụi anh là bình thường vui vẻ, đâu có làm gì em đâu mà. Nhóm tụi anh. Ê, trời ơi, hai con sói ăn ba con thỏ. Cẩn thận nha, nó on in một cái là đi hết á. Vậy là em có mấy người bạn? Dạ em có một cái bạn ở chung mà. Trời ơi, vậy thì kêu mấy bạn em đi theo đi cho an toàn. Vậy thôi để em đặt xe em về em đón bạn em lên. Đặt xe làm chi? Để anh chở em về. À, anh chở em về rồi xíu bạn em ai chở nó lên. Trời quên nữa. Lỡ anh chở em về là mất công lắc tống ba lên công an bắt mình nữa. Dạ, bây giờ em về rồi em chở một bạn xinh đẹp lên trên đây cho tụi anh. Dạ. Đúng không? Dạ. Trời ơi, chuyện nhỏ này nè, lấy xe anh đi. Trời ơi, khờ dại quá em ơi. Ông này giống bị bệnh nãy giờ, bọn ghê luôn. Em đi lẹ, đừng nghe em nói. Về đón bạn nhanh đi, nhanh đi. Ừ, tụi anh là đợi đây. Bạn lên nha. Chờ em ngay em. Ừ, chờ chở ở đây xong rồi mình gửi xe, mình bắt xe mình đi chung. Dạ đúng rồi. Chờ em nha, em chở bạn em lên. Nhanh lên chứ anh vui luôn. Đừng đừng quá. Chờ em xíu nha. Ừ, để nhanh lên nha em. Cẩn thận xe anh mới mua nha cưng. Nhanh nha. Ngon trời ơi, công nhận hồi nãy mà lúc mà ông nói là tôi tưởng tượng là nó không được đẹp gì đâu, tôi nghĩ chừng 6 nút thôi. Cái này là ba cào luôn. Đối với đối tượng sinh viên này, tôi phải giả danh làm học thức làm sinh viên để tôi tiếp cận thì mới dính câu được, hiểu không? Vậy là bữa nào bé là sinh viên làm sinh viên. Đúng rồi. Bữa nào làm công nhân thì làm công nhân. Đúng rồi, làm công nhân mình tiếp cận. Vậy bữa nào làm công an thì sao? Mình bị bắt. Giận quá. Cũng sẽ có ngày đó thôi. Cũng sẽ có ngày đó thôi. Ông vui lắm mà. Không phải, thế nào cũng vậy, trong phim phải vậy lắm. Gạt cái cuối cùng cái công an người ta giả dạng ấy, cũng gạt cái hai đứa bị hốt á. Chụp hình lên TV, ba má dưới quê coi thấy chắc hãnh diện ha. Bớt nhiều chuyện là chuyện của người ta. Ở tới tiệm cà phê đi, nói chung giờ cũng không thích tiếp khách này nữa. Quán này bán cà phê thích tôi ngồi thôi, làm gì mắc mớ gì đủ người ta. Thôi nói chung là giờ tôi dọn quán tôi không bán nữa. Tính tiền ly cà phê với chai trà đi. Đây nè, tôi tính tiền xong rồi tôi đi chơi. Từ đây sao tôi không bao giờ ghé cái quán này nữa. Thôi chứ chướng tay gai mắt cũng chịu không nổi đâu. Đi. Bây giờ để em gọi cho con bé, nói là anh em mình qua cái điểm trước, mình nhắn địa chỉ kêu nó qua sau. Ờ, đi. Tính tiền trước đi rồi đi đâu đi nha. Từ từ cũng làm như tôi giật ông cái gì á. Cái cà phê có bao nhiêu đâu. Quý ẹt à. Dở nhưng mà do người tốt bán. Sao rồi. Kêu nhanh lên nhớ nè, kêu tắm rửa sạch sẽ nha. Nhớ xịt dầu thơm nha, tao khá dùng có dầu thơm mới thơm được. Có dầu thơm nha chứ. Đừng có xịt dầu xanh vô mà chết luôn á. Cái gì vậy? Máy nó hết pin thì sao ta? Nó xài máy số. Xài con số hả? Có bận máy hay gì không? À, đổ chung rồi. Nó bấm máy bận rồi.
bấm máy bận á, một là đang bận, hai là không thích nghe á. Nó khóa máy luôn rồi. Theo cái sự nghiên cứu của tao nha, sau sự nghiên cứu của tao mà bao nhiêu lần như vậy á, là hình như là nó không bao giờ gặp mình nữa sao? Không muốn gặp mình nữa. Trời ơi, nếu được vậy là hay lắm luôn á. Thì có gì đâu, mày gái thiếu gì vậy? Đứa này không có, mày mới mình kiếm kẹo khác bình thường. Trời ơi, thiếu gì? Để em nghiên cứu, ngày mai em kiếm kẹo khác. Nhưng mà ngày mai em nghiên cứu kiếm kẹo khác rồi mình đi đâu chơi nè? Đi karaoke. Đi karaoke. Ừ. Đi bằng cái gì nè? Đi bằng cái gì nè, đúng rồi đó. Một xe. Xe đâu nè? Xe tôi đâu? Con thỏ nó lên xe nó chạy, để lại hai con sói ở đây rồi. Mất xe rồi. Ai là sói? Ai biết, trời ơi, bởi tao nói cuộc đời thấy không? Nghiệp quật là tới liền thấy không? Trời ơi, nhìn tưởng đâu thỏ nhưng thực sự là sói. Trời ơi, nhìn tưởng đâu sói, ôi trời, hai con nai. Thế nhìn mặt nó hiền, nó nai lắm mà ta. Tại mày không? Mày lừa người về mày khen đẹp rồi cuối cùng dần chiếc xe của tao là sao vậy? Cũng tại ông đưa xe đó chứ ai đưa. Cái gì? Ông là người bốc ra đưa xe đó chứ ai đưa. Giờ ông đưa lấy xe đâu mà người ta về? Mà bây giờ thì lấy xe đâu mình về? Anh trai cho mượn xe chạy về nhà cái anh trai. Xe đâu mượn? Giúp giùm chú. Muốn thì được cái nè đó, xe ba bánh không? Để đó lấy đi. Lần đầu tiên mà đi chơi cái kiểu này mà bị lừa luôn đó trời. Thôi đi, đừng níu kéo nữa, chúng mình đã hết rồi. Anh à, đừng mà em à, đừng mà em à, chị ta đi, anh không thể nào mang hạnh phúc được cho em nữa đâu. Em tưởng anh không đau lòng sao? Mất em rồi, đời anh như đã chết, không còn anh. Đừng ăn ớt nghe em, nhà anh thờ ống cống, đừng ăn ớt xui lắm. Tìm về chốn nào để thấy em luôn cười tươi, biết tìm về chốn nào để thấy em luôn bình yên, biết tìm về chốn nào cho anh mãi luôn bên em. Dẫn về anh à, cái thằng thiệt sự luôn á. Anh nói nó hoài à. Nó phải nói sự thật cho em đi. Nó làm vậy nó đau lòng lắm mà nó không chịu. Ủa, anh bị sao vậy anh ơi? Không nói được, tại vì hứa với nó rồi, nếu mà nói á là nó giận. Không, anh phải nói với em chứ, em dù gì cũng là bạn gái của anh mà. Anh biết em là bạn gái, anh mới không dám nói. Nó bệnh mà nó giấu em. Anh bệnh như gì anh? Anh nói cho em biết đi. Nặng lắm rồi. Mà bệnh gì vậy anh? Đó, nó bị cái gì bữa nó nói anh nè. Cái gì mà u nang buồng trứng hay cái gì vậy? Dạ. Ủa anh có nghe lộn không? Bệnh đàn ông à, không. Cái bệnh gì mà liên quan tới đàn ông đó? Cái gì đó mà phải mổ hay là phải là dùng thuốc quá trị hay xạ trị gì đó, mà anh nghe nói là tốn 30-40 triệu. Mà nó không có tiền. Còn có mấy triệu cũng túi à. Anh nói nó rồi, nó thôi mày gắng cố gắng đi. Còn mấy triệu á, mày đóng tiền viện phí. Rồi anh đi gom vòng vòng, bà có hàng sớm cho nó. Đúng không? Nó sống không thích phiền ai hết á. Rồi tự nhiên nó bỏ ra chạy ra ngoài tiệm vàng, nó mua chiếc nhẫn. Nó nói là nhờ anh chuyển lại cho em, để khi nào mà em đeo chiếc nhẫn này, em thấy nhẫn như thấy người. Rồi nó đi. Bao nhiêu tiền chị bệnh nó mua nhẫn hết á. Trời ơi, cái thằng sống có nghĩa dễ sợ. Thôi bây giờ nó không có tiền. Anh, bây giờ anh giúp em. Anh giúp em. Em có bao nhiêu đây tiền ạ? À? Thôi đừng đưa anh. Em đưa cho nó đi. Không được, ảnh sĩ diện lắm, ảnh không có nghe lời em. Trời ơi, cái gì mà đưa anh quá trời quá đất vậy? Dạ, tiền nhà em cho em dành dụm để lên Sài Gòn làm ăn. Trời ơi, mấy chục triệu gì anh không dám cầm đâu. Thôi em cầm, em đưa cho nó giùm anh đi. Ảnh không, bây giờ ảnh không nghe lời em nữa rồi.
Chỉ có một mình anh thôi, anh đưa ảnh giùm em đi, em ăn nỉ anh. Ờ thôi vậy đi nha. Được rồi, anh giúp em lần này thôi nha. Nhưng mà dạ, có gì á là em mới đứng ra em nói chứ mắc ông mà nó tưởng đâu anh là xin tiền em đưa cho nó à, nữa. Còn chiếc nhẫn thôi. Em cứ đeo đi, trời nó mua tặng em mà bây giờ trả lại cho nó luôn là nó giết anh á. Không được, bây giờ ảnh thiếu thốn, anh đưa cho ảnh giùm em, em ăn nỉ anh, em ăn nỉ anh. Ảnh nghe lời có một mình anh à, anh nói ảnh giùm em nha. Đúng rồi, nó là thằng em kết nghĩa của anh mà, anh biết nó. Nó có tiền, nó trị bệnh xong rồi, nó có giọng hát hay lắm. Anh gán kêu show đám ma, đám cưới gì đó cho nó hát. Thế nào, hai đứa em cũng sẽ có một tình yêu thật đẹp, có một kết thật mỹ mãn, anh tin như vậy. Dạ, em cảm ơn. Tình yêu này như trong phim vậy trời. Thôi em về nghỉ ngơi đi, rồi có gì anh đi kiếm nó, anh dọn quán luôn, anh dọn hàng, anh đi kiếm nó, anh đưa tiền nó liền. Dạ, dạ, dạ. Vậy nha cưng. Dạ, nha. Vậy nha. Ông nội nè. Vậy hả? Tôi ngồi trong kia tôi nghe ông nói cái gì tôi bệnh tùm lum nó la vậy. Trời ơi, không có dặn là bệnh gì ai mà biết. Ông nội tự nhiên nó hỏi ngang luôn, trời ơi đớ người luôn. Tự nhiên tôi nhớ u nang buồn trứng, tôi nói đại luôn á. Để cho bảo ông chù tôi không biết. Tôi nói thiệt á, tôi thấy này nó làm sao á. Nhỏ đó mãi nhìn nước mắt nó rưng rưng, tôi nói chuyện tôi không dám nhìn vô mặt nó luôn á. Thương hại nó hả? Tội nghiệp. Vậy lát chia tiền chi không? Lấy chứ. Tôi thương hại làm gì? Làm nghề này là đừng bao giờ nghĩ cái chữ tội. Tội người ta rồi ai tội mình? Quan trọng là mình có cái này nè, mới đã quan trọng nha. Biết. Cũng dày cộm ha. Đã. Này cũng mấy chục chai chứ không ít đâu. Về giờ chia đi. Thôi chia vậy từ. Cái gì vậy? Tiền này mình còn đầu tư vốn khác nữa. Đầu tư gì nữa ông nội? Trời ơi, có cái vốn này ngon hơn nữa. Tôi đăng nha. Có nhà con nhỏ này, tôi nói nó thương tôi dữ lắm. Mà nhà giàu tôi có tiền bạc ngàn luôn. Đại gia miền Tây. Trời ơi, sao bất ngờ ra cái mặt xấu quắc gì sao mà toàn là đại gia, mấy đứa có tiền mê không vậy trời. Ông gặp là biết liền hả? Thế vậy hả? Cái gu tôi vậy là cái gu nó còn hơn nữa. Ủa, đá vậy trời ơi. Rồi giờ tính đầu tư làm sao? Đầu tư nhiều hơn nữa. Đầu tư nhiều bây hơn giờ, nữa. Nhiêu đây đâu có đủ tuổi không? Đúng rồi. Bây giờ nhiêu đây đúng không? Mình bù vô mình chơi bụng vốn mạnh luôn, kiếm gấp 10 lần cái này nữa. Mà chắc ăn không? Trời, thương lắm mới cho vô kèo này đó nghe. Chứ cũng có mấy triệu mà giờ vô mấy chục triệu. Vô đầu tư thêm mấy chục triệu rồi vô. Ừ. Nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ là sao? Có thêm không? Bỏ vô thêm đi. Thêm gì? Đầu tư thêm. Trời ơi, giờ móc tiền vốn ra chơi luôn hả? Ừ. Có tiền còn tiền không? Đổ vô đây thôi. Tiền bán nước rồi không gài nè. Còn nhiều đường nhiều. Mình đầu tư càng nhiều, mình sinh lợi càng nhiều. À. Thôi, lấy lại 4 xị nha. Thôi, 4 xị đi làm gì? 4 xị này sẽ giúp cho ông thêm 4 triệu đó. Rồi vậy? Ừ. Bây giờ tốn nhiêu nè. Thì giờ mình chơi hết luôn. Rồi giờ Phan đang còn chiếc nhẫn rồi. Nhẫn nào? Này, đây à. Giả bộ hoài. Nãy đứng như tôi thấy, là sao qua được cái mắt tôi được. Vậy là vài bữa đó là gặp bà đó. Đầu tư mấy chục triệu đó thì mình bệnh phải nặng hơn chút xíu. Muốn nói gì nói, miễn sao có tiền là được rồi. Rồi, cái đó để tôi. Lần này tôi tố lên tới 2-3 tỷ luôn nè. Tôi biết làm sao mà bà này bả mê ổng rồi. Nhìn kìa. Bà nói rồi. Thôi anh đừng bỏ em mà, em có thể thông điệu anh đến chồng. Không. Em đừng níu kéo anh nữa. Sao vậy? Anh không thể nào mang hạnh phúc được cho em đâu. Sao em rất hạnh phúc, em đang hạnh phúc lắm. Anh đừng bỏ em mà anh trồn ơi. Em à, nghe anh nói nè. Người yêu bé nhỏ của lòng anh mất em rồi, đời anh như đã chết. Không còn anh, đừng ăn ớn nha em. Anh trồn, sao anh chia tay em? Anh chê em xấu hả? Hay là anh chê em mập nên anh bỏ em đúng không? Không phải. Có nhiều điều khó nói lắm. Em không nên biết đâu. Tìm về chốn nào để thấy em luôn cười tươi, biết tìm về chốn nào để thấy em luôn bình yên, biết tìm về chốn nào cho anh mãi luôn bên em. Chân mẹ. Trung Hồ Việt Trung. Ôi Trung, ôi lộn,
Anh biết anh Trung hả? Nó là thằng em kết nghĩa của tôi. Vậy anh Trung, anh bỏ em. Anh biết. Nhiều chuyện khó nói lắm em ơi. À, thôi, tôi nói không được, tại vì tôi lỡ hứa với nó rồi. À, em là Đào đúng không? Dạ, dạ em là Đào nè. Nó nhắc em hoài à. Nó vui lắm khi mà nó quen em, nó thương em dữ lắm. Gì hả anh? Trời, hồi xưa là ngày nào nó cũng ăn hồng hết đó. Nhưng mà bây giờ nó chuyển qua nó ăn đào không. Ngày nào cũng một hai trái đào nó ăn. Rồi bây giờ nó mệt lắm rồi em ơi. Anh ơi anh, nếu như anh thương em, anh cho em biết cái lý do đi. Tự nhiên hai đứa em đang yêu nhau như vậy mà tự nhiên anh chia tay em chịu không nổi đâu. Bây giờ anh nói cho em biết đi, anh muốn cái gì, anh muốn cái gì em cũng cho anh hết trơn á. Không, tôi không dám muốn đâu. Nhưng mà thực sự ra tôi nói không được. Thôi em thông cảm đi. Nè nè, anh đứng lại nha. Ha, giấu giếm như vậy có phải là anh Trung anh có vợ bồ khác đúng không? Anh chê tôi xấu chứ gì. Anh nói đi, anh nói còn nhỏ đó, anh chỉ điểm đi. Tôi chơi đẹp chứ này luôn. Thôi mà, tôi nói thiệt với em luôn á. Thằng Trung nó thương em lắm. Nó thương em tới mức là nó đi qua gặp thợ xăm, xăm hình gương mặt của em ngay đây nè. Ủa sao em không thấy? Nó mới xăm. Nó xăm nó xỉu phải 6-7 lần nhưng mà nó ráng nó xăm. Sao vậy anh? Đau quá chịu không nổi. Nó tưởng không đau, ai về đau quá. Rồi cái nó đi khám, nó bệnh. Anh bị bệnh? Anh bị bệnh gì? Tôi không có hỏi kỹ, nhưng mà bác sĩ nói là nó bị súc thận. Sao súc anh? Không biết, chạy chơi sao mà súc hết trái thận. Còn mình có lụm được hay là bây giờ nó gớt đâu anh biết không? Anh cũng gành cái đó nữa, mà bây giờ bác sĩ kêu là phải thai, chi phí thai 1-2 tỷ. Rồi cái giờ sao giờ? Anh nói chết cha rồi, bây giờ tiền đâu mà có mà lo cho. Dạ. Cái nó nói không sao, em còn 30-40 triệu đây nè. Nó hồi lấy 30-40 triệu mà đi đóng tiền viện phí đi. Rồi anh ở đây nè, anh liên hệ bà con trong xóm ai thương tình góp người một chút. Dạ. Nó thôi, nó sống từ đó đến giờ nó không nhờ đỡ ai, nó không muốn phiền ai hết. Dạ, anh làm vậy đó. Sĩ diện lắm. Đúng rồi. Xong rồi lấy tiền, tự nhiên đi mua chiếc nhẫn, kêu anh đưa cho em, nói là đây là tất cả tình yêu mà nó gửi cho em. Bệnh của nó là chắc không có thai thận là chết. Cho nên là nó nói là thôi, tình cảm này nó dành cho em hết. Em nhìn thấy nhẫn coi như là thấy nó. Sau này lỡ như nếu mà không gặp nữa thì cũng đừng bao giờ quên nó. Nó sao mà khờ dữ vậy trời. Lúc nào nó cũng lo cho người khác hết em ơi. Lúc nào nó cũng thương yêu em, lúc nào cũng lo cho em. Bao nhiêu bài hát viết sáng tác của nó là viết về em hết. Mà con nói với em, nó làm bao nhiêu phần giải cứu tiểu thư á, cái người tiểu thư là em đó. Vậy tại sao anh không nói để em đóng luôn? Ơi. Sợ em ngại. Anh này, đã được rồi. 1-2 tỷ lần. Dạ. Ủa, có cái hộp chi vậy? Để bảo quản mà anh. Ờ. Món quà của anh mà, em phải trân trọng chứ. 1-2 tỷ lần, thay cái thận 1-2 tỷ lần. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cảm ơn anh. Dạ, chào anh em đi. Đào ơi, ngày mốt nó mổ rồi đó Đào. Dạ, em biết rồi. 1-2 tỷ lần. Dạ, anh nói hồi nãy rồi đó anh. Được cái này sao ta? Tiền mặt hay là chuyển khoản hay là xuất hóa đơn đỏ đâu không? 2 tỷ lần mà anh, chứ đâu phải 200-300 ngàn đâu mà kiếm ngày mốt có. Trời ơi, vậy bây giờ sao ta? Bây giờ phải có ứng trước 100-200 triệu rồi cho nó. Không anh. Em nghĩ một người tốt như anh Trung mà lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo như vậy đó, có nghĩa là ơn trên đã an bài rồi. Mà mình cứ níu kéo như vậy, nếu mà thai thận vô cái thận nó không phù hợp, nó sẽ làm dày dò đau khổ. Mà anh muốn chia tay em, mà em lại không tội nguyện cái tâm nguyện của anh, thì sẽ làm anh đau khổ hơn. Em tôn trọng quyết định của anh. Mình cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra. Người tốt như anh Trung thì em nghĩ là anh sẽ lên được thiên đàng đó. Em chào anh. Đất.
hồn gì không. Yêu là khổ, không yêu là lỗ. Thà chịu lỗ chứ đừng để bị lừa. Em cảm ơn chị hai. Nhớ nha. Mọi nó cứ bị mỉm cười hoài. Em xem. Mọi nó cứ nhìn em cười 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 hoài. Mấy nó cứ nhìn em cười cười. Mấy hưởng đang chạy. Đi đi qua đây xin luôn. Mày cười, mày cứ cười đại đi, mày đừng có quay mặt qua kia. Quay mặt qua kia cái là tao mát theo. Mày chạy. Mày đang chạy. Cười cho nó còn quay mặt qua đây xuống. Mày nó yếu nó không cười nữa. Đứng lên lại đi. Mày khỏi khóc đi. Mày khóc cái mặt nó cười quá. 20 năm đi diễn rồi bây giờ bị xì với con đặt nô mày thiệt.